crowdfunding, huy động vốn cộng đồng, đã được chứng minh là một trong những cách sáng tạo nhất để những người có tầm nhìn tham gia vào sự phát triển của các công nghệ đột phá, đồng thời gặt hái được phần thưởng tài chính khi là người tham gia sớm. Công nghệ cũng đã được chứng minh là chìa khóa để phá vỡ các ngành công nghiệp. Chẳng hạn như Uber làm gián đoạn taxi, Netflix hủy diệt các bộ phim bom tấn, Amazon và Alibaba đã phá vỡ toàn bộ thị trường tiêu dùng bán lẻ. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một nền tảng công nghệ tài chính đang phá vỡ kinh doanh và đầu tư truyền thống. Và mô hình huy động vốn cộng đồng đang phá vỡ nền kinh tế ngang hàng. Chúng tôi giới thiệu DAIZI Global, một hợp đồng thông minh mang tính cách mạng trên blockchain, cho phép bạn ngay lập tức tham gia vào các phần thưởng lợi nhuận tự động từ các thị trường tài chính lớn, sở hữu vốn cổ phần trong các công ty công nghệ tài chính mới nổi và kiếm thu nhập tức thì và liên tục. Tất cả đều chỉ từ một ứng dụng phi tập trung trên điện thoại của bạn, và tất cả chỉ với mức góp vốn vào quỹ cộng đồng là $100. Lợi nhuận công bằng, thu nhập. Chào mừng bạn đến với DAIZI. DAIZI là một hợp đồng thông minh, không phải là một công ty. Và đó là một trong những điểm mạnh nhất của nó. Là một hợp đồng thông minh, tính toàn vẹn của mô hình huy động vốn cộng đồng. Và tất cả các phần thưởng và lời hứa của nó được đảm bảo và không thể bị xâm phạm bởi bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào. DAIZI là một ứng dụng phi tập trung, có sẵn cho tất cả mọi người. Không ai sở hữu nó, không ai kiểm soát nó, không ai có thể thay đổi nó. DAIZI tồn tại mãi mãi trên blockchain với sự minh bạch và tin cậy hoàn toàn, và nó là một món quà cho thế giới. Thiên tài của DAIZI là mọi người đều chiến thắng. Mặc dù hầu hết mọi người đều đồng ý rằng DAIZI là kế hoạch giới thiệu mạnh mẽ nhất từng hình dung được, sức mạnh thực sự của mô hình này nằm ở lợi nhuận được thưởng cho mọi thành viên như nhau. Ngay cả khi bạn không bao giờ giới thiệu một người nào, khi bạn đóng góp vào quỹ cộng đồng với số tiền ít nhất là $100, bạn ngay lập tức bắt đầu gặt hái được những phần thưởng tài chính từ công nghệ giao dịch đằng sau DAIZI. Tên gọi DAIZI là viết tắt của hệ thống AI, trí tuệ nhân tạo phi tập trung, thực sự là thế hệ tiếp theo của công nghệ giao dịch với hiệu suất cao, đang được phát triển bởi tiến sĩ Anna Becker. Người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty fintech là Endotech, có trụ sở tại Israel, là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và tác nhân thay đổi trong lĩnh vực tài chính bán lẻ. Tiến sĩ Becker đã làm việc với hơn 300 nhà môi giới và từng là giám đốc pháp lý của các cơ quan quản lý như NFA và CFTC. Cô có bằng thạc sĩ khoa học về khoa học máy tính và bằng tiến sĩ về AI, trí tuệ nhân tạo của Đại học Tech Nguyễn danh tiếng. Cô cũng là tác giả của một số cuốn sách về trí tuệ nhân tạo và có kinh nghiệm sâu sắc về các giải pháp đầu tư theo thuật toán. Do có kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực tuân thủ pháp luật, tiến sĩ Anna cũng đã được bổ nhiệm vào Ủy ban giải quyết tranh chấp. Trong 20 năm qua, tiến sĩ Anna và nhóm các nhà khoa học AI của cô tại Endotech đã đưa ra các nền tảng giao dịch AI công suất cao, hiện đang được sử dụng bởi các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư ưu tú trên khắp thế giới. Với các kết quả dài hạn được ghi nhận, một quá trình minh bạch về giao dịch có lợi nhuận cao kỷ lục và thành công đã được chứng minh trong mọi điều kiện thị trường. Tuy nhiên, DAIZI cho đến nay là dự án giao dịch AI tiên tiến nhất mà tiến sĩ Anna từng giới thiệu và sẽ tạo ra lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của Endotech. Khi hoàn thiện toàn bộ vào quý 4 năm 2021, DAIZI dự kiến sẽ nhân hiệu suất giao dịch hiện tại lên 400%. Đó là gấp 4 lần kết quả đã được chứng minh. Hãy tưởng tượng điều đó sẽ mang lại lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và thu nhập thế nào cho bạn khi bạn trở thành người tham gia vào dự án DAIZI với khoản đóng góp vào quỹ huy động vốn cộng đồng từ $100 trở lên. 50% gói tham gia của bạn ngay lập tức được ký gửi bằng hợp đồng thông minh vào DAIZI Fund và được sử dụng trong giao dịch trực tiếp để phát triển và nâng cao DAIZI AI. Để kiểm tra và phát triển đầy đủ nền tảng, quỹ mục tiêu dành cho giao dịch trực tiếp là $50 triệu. Có tổng cộng 10 mức đóng góp mà bạn có thể thực hiện, với số tiền tăng gấp đôi cho mỗi mức tiếp theo. Đối với mức đóng góp 8, 9 và 10, 70% số tiền được chuyển vào giao dịch trực tiếp mang lại cho bạn phần thưởng lợi nhuận thậm chí còn cao hơn. Mọi người đóng góp quỹ huy động vốn cộng đồng sẽ nhận được lợi ích độc quyền từ lợi nhuận giao dịch và hiệu suất của DAIZI. Giao dịch bắt đầu ngay lập tức và 70% của tất cả lợi nhuận tạo ra được thưởng đều cho mỗi thành viên.
15% lợi nhuận giao dịch được thưởng lại cho toàn bộ cộng đồng DAIJI. Và 15% lợi nhuận giao dịch được dành cho nhóm phát triển DAIJI. Sau khi hoàn thành quá trình phát triển, mỗi người đóng góp cũng sẽ có tùy chọn tiếp tục hưởng lợi từ nền tảng giao dịch hoặc chọn nhận lại phần giao dịch từ khoản đóng góp vào quỹ huy động vốn cộng đồng trước đó của bạn như một phần thưởng bổ sung. Vì công nghệ giao dịch AI của tiến sĩ Anna Becker là dự án đầu tiên mà các thành viên của DAIJI được tài trợ bởi quỹ huy động vốn cộng đồng, chúng tôi muốn bạn tự nghe những gì cô ấy nói về công nghệ giao dịch, dự án DAIJI và tương lai của DAIJI AI. Cho đến nay, danh mục công nghệ AI hiệu suất cao này vẫn chưa được cung cấp cho đại chúng. Nhưng nhờ DAIJI và mô hình huy động vốn cộng đồng có 102 này, bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể đóng góp ít nhất là $100 và bắt đầu nhận được như nhau số tiền thưởng từ lợi nhuận giao dịch, vốn chủ sở hữu và thu nhập. Khi bạn trở thành người đóng góp cho quỹ huy động vốn cộng đồng, bạn không chỉ nhận được phần thưởng giao dịch thụ động của mình mà còn nhận được phần vốn cổ phần trong Endotech trước khi nó được niêm yết công khai. Và bạn có thể kiếm thêm thu nhập tức thì từ chương trình giới thiệu của chúng tôi, ngay cả khi bạn không bao giờ giới thiệu bất cứ người nào. Lợi nhuận thụ động, sở hữu cổ phiếu và thu nhập tức thì, cả ba phần thưởng chỉ với $100. Sử dụng sức mạnh của hợp đồng thông minh, DAIJI Global đã đưa ra chương trình thưởng giới thiệu có 102 được thanh toán ngay lập tức trong thời gian thực. Chương trình thưởng giới thiệu DAIJI đã hoàn toàn thay đổi luật chơi. Đó là một sự bảo đảm với ma trận tự động tràn, xóa bỏ vị trí trống trong ma trận bắt buộc 3x10, tiền thưởng không giới hạn, tiền thưởng kiểm tra phù hợp, tiền thưởng còn lại của giao dịch và thậm chí cả phần thưởng cổ phiếu và chia sẻ doanh thu cho các nhà lãnh đạo. Và điều tốt đẹp nhất là tương lai, ưu tiên hàng đầu của chương trình thưởng giới thiệu nhằm để hỗ trợ các công ty và dự án công nghệ đột phá mang lại lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và thu nhập cho cộng đồng. Hệ thống AI phi tập trung của Endotech là công ty đầu tiên trong số nhiều công ty và dự án mà DAIJI sẽ tài trợ. Điều này cũng có nghĩa là cơ hội có được vốn chủ sở hữu trong Endotech chỉ trong một thời gian hữu hạn. Sau khi đạt được $10 triệu dành cho Endotech từ chương trình thưởng giới thiệu, việc chia cổ phần cho những người đóng góp sẽ được hoàn tất. Sau khi đạt được quỹ thử nghiệm là $500 triệu trong các tài khoản giao dịch trực tiếp, thì hệ thống DAIJI AI được hoàn thành. Giai đoạn 1 của cơ hội tham gia quỹ huy động vốn cộng đồng sẽ kết thúc và chúng tôi sẽ công bố giai đoạn 2. Để tìm hiểu về chương trình thưởng giới thiệu DAIJI, hãy xem video tiếp theo. Nhưng hãy nhớ rằng thời gian là một lợi thế lớn. Vì vậy đừng chờ đợi, hãy hành động. Hãy bắt đầu ngay hôm nay với DAIJI chỉ với $100 và bắt đầu hành trình gây quỹ huy động vốn cộng đồng của bạn với cộng đồng tuyệt vời này. Bạn sẽ rất vui vì mình làm được. DAIJI sequence initiated. Activating DAIJI referral system. Endotech systems active. DAIJI fund activating. Uploading DAIJI smart contract to the blockchain. DAIJI AI initiating. Artificial superintelligence systems appear to be functional and active. All systems ready for DAIJI launch. DAIJI A1 rocket. Ready to launch in T-minus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. DAIJI A1 has liftoff. Activating DAIJI Global Network. DAIJI Global Network online. All systems active.